Và phía trước mặt cô bác quý anh chị đó là ngôi nhà của Nôn, ngôi nhà mới. Và hôm nay thì chúng ta nhìn thấy một cái ngôi nhà của anh rất là khang trang. Về cái phần cửa ngoài trước, ở cái clip trước đây gần nhất và Bùi Hồ mới quay, thì phần cửa này nó chưa được hoàn thiện cho lắm. Và hôm nay thì sau khoảng hơn một tuần này là sơn rồi hết ha. Qua ứng cho nó sơn luôn là ứng tiền cho nó sơn cái này luôn à. Hôm trước là ngồi vô thì đâu có sơn phải không? Dạ đúng rồi. Đó ứng sơn này nè đó. Tao mừng qua trên mình làm thuốc nó là ta sợ mình luôn đó. Sợ luôn. Ví dụ sao? Sau này mà Bùi Hồ nó có lại nó quay lên nó gặp khá. Tao mừng. Bệnh người ta cũng rất là mừng. À tao nói à giúp được vậy mà giờ nó làm khám khá ha, tao mừng dữ lắm á. Mày nói mày nói hoài chắc không ai dám dòm nữa đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay vào những ngày cuối năm này, Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của anh Ô. Nhà của anh Ô là một cái hoàn cảnh mà trước đây sống ở dưới ghe có bé này nè, mới bị lọt ở dưới ghe và anh Ô phải mò lên. Thì may mắn là đến nay thì cũng không ảnh hưởng đến bé nhiều lắm. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị đó là ngôi nhà của Nôn, ngôi nhà mới. Và hôm nay thì chúng ta nhìn thấy một cái ngôi nhà của anh rất là khang trang. Về cái phần cửa ngoài trước, ở cái clip trước đây gần nhất và Bùi Hồ mới quay, thì phần cửa này nó chưa được hoàn thiện cho lắm. Và hôm nay thì sau khoảng hơn một tuần và Bùi Hồ đến đây thì gặp cái ngôi nhà của anh coi như là khác hẳn. Khác luôn cả cái phần máy ở trên kia. Cái phần máy ở trên kia thì bây giờ chúng ta làm thấy nó rất là đẹp luôn. Và hôm nay lý do Bùi Hồ đến đây á, là quay lại nhà của anh Ô quay cho cô bác quý anh chị xem là cái thứ nhất. Và cái thứ hai mà Bùi Hồ muốn qua đây là vì có chú Nghị là Việt Kiều Mỹ gửi cho anh Ô, gửi cho gia đình anh Ô ủng hộ cái số tiền là 1.500 USD. Đó thì cái công việc mà chú Nghị ủng hộ 1.500 USD, tại vì trong cái clip trước thì chú Nghị nói rất là thương và đồng cảm với gia đình của anh Ô, nên thành nữ muốn cho nhà anh đẹp đẽ để ăn Tết. Và bây giờ bước vô ngôi nhà thì chúng ta nhìn thấy cái lan can đằng trước nè, rất là đẹp rồi đúng không? Và tiếp theo thì 1.500 USD đó, cái công việc đầu tiên đó là mình sẽ làm một cái cánh cửa Đài Loan. Cửa Đài Loan này thì do Đạt làm nè. Đạt ơi, vô đây cái Đạt. Anh Ô rồi, nhà hôm nay là nó so với hôm trước là sao? Rất đẹp rồi. Rất đẹp à, vui chưa? Dạ, rồi, có thể hướng dẫn mở cái cánh cửa Đài Loan xuống đây. Anh Ô với Đạt mở xuống cho chú Nghị xem mà. Cái mình không có thời gian, Đạt là bạn thân của mình ngày xưa giờ. Đạt thì làm hồ, bạn thân ở xóm thôi. Rồi làm cửa này, Đạt thì đặt tự đặt thợ qua làm, Đạt gáp và xây luôn cái phần ở trên này nè cô bác quý anh chị. Cái này là mình là Đạt hàng luôn đúng không Đạt? Hàng luôn cái phần mái trên này để cho nó cứng cáp. Rồi kéo lại giùm Đạt. Rồi cái cánh cửa này êm quá. Chiều cao của cánh cửa này là bao nhiêu hay Đạt ha? 2m8. Cao 2m8. Từ dưới này lên đây là 2m8, hàng ở trên đó luôn. Thì Đạt có thể nói là cái chi phí cánh cửa này là nhiêu tiền? Chi phí tổng cộng làm hết là 12 triệu. Ừ. 12 triệu là hoàn thành hết luôn ha. Hôm trước thì tại Bùi Hồ muốn nhờ Đạt nói để cho cô bác quý anh chị nắm rõ. Thì cái số tiền mà 12 triệu thì Bùi Hồ cũng đã chuyển cho Đạt rồi. Và cũng đã thanh toán xong cái phần cửa này. Thì cái phần còn lại hôm nay thì chắc có lẽ là nhờ ông Tám với lại bà Tám với lại hướng dẫn cho Bùi Hồ cùng anh Ô, gia đình anh Ô đi mua sắm đồ Tết. Nhưng mới làm cái này nè. Và cái phần này thì cũng mới làm xong và ông Tám làm. Mới làm qua. Cái này chi phí nhiêu ông Tám? Chi phí là 4.4 triệu hết trơn, là từ đây ra tới sau luôn, cửa sau rồi sàn bếp luôn là 4.4 triệu. Là ông Tám cho ứng trước hả? Ứng trước. Đâu ông dắt cho con nghe. Đây. Nó làm cái máy này nè. Cái máy này, cái này nhìn nó đẹp ra. Cái này với cái này. Thấy không? Đó, đó. Đây, ra sao vậy là con? Nhà hai lớp cửa luôn hả? Hả? Hai lớp cửa luôn. Rồi, rồi. Này là qua, sơn rồi hết ha. Qua ứng cho nó sơn luôn là. Ứng tiền cho nó sơn cái này luôn à. Hôm trước là ngồi vô thì đâu có sơn phải không? Dạ đúng rồi. Đó, ứng sơn này nè, đó, ứng này là ứng sơn. Rồi làm thêm một cái khung bếp, hôm trước cái khung bếp nó quá xấu. Dạ. Nó đóng bằng cây á. Dạ. Rồi bây giờ mình làm luôn cái khung bếp này luôn. Đó. Khuôn bếp hết luôn là 4.4 triệu ha. Hết trơn luôn, cái cửa này nữa nè. Cái bếp thì mua trước.
Cái bếp này là ông cái mạnh thường quân khác đúng không? Mạnh quân khác ra cửa này luôn là 4.4 triệu. Cái phần cửa này với lại phần cửa trước là chú Nghị đã tài trợ thêm 12 triệu. À, cái này chú Nghị tài trợ đó. Dạ. Tài trợ cái cửa này với sau này tám nghe nói vậy chứ tám làm cái mái che trước với cái này. Hôm nay cái nồi niêu son chảo đồ đem vô đây hết rồi. Nồi son chảo này là mua lúc trước. Mua hồi lúc tài trợ trước. Cái phần ở ngoài sau này dẹp luôn rồi đó ha. À. Vậy đi cho nó thể hiện cái sự tôn kính. Rồi, đúng rồi. Nhà vệ sinh mà cô bác anh chị quay mà thấy nhà vệ sinh Ano chắc đồ nhiều á, không phải là chưa xây mà xây xong nhưng xây mà xong hết rồi. Không có đi nhưng mà chưa sử dụng để cái khi nào mà người ta lấy cốt xong mình mới có quyền sử dụng. Bây giờ ông Tám có thể cho con biết là ở đây thì vấn đề mà cây nước thì sao? Cây nước thì từ từ người ta tới. Từ từ có thể tới. Mình có không có khoan nước giếng được ha? Không có khoan nước giếng được, ở đây xài nước giếng là xài không có được. Chú Nghị cũng có đề nghị là khoan cây nước cho anh Ô luôn. Có, nhưng mà có cái là mình bây giờ là chưa được. Dạ, khoan cái giếng xài đây không được đâu. Đó, vậy là hoàn thành hết trơn rồi đó. Đó, nói chung là nhìn hoàn thành xong hết trơn luôn. Rất đẹp ha. À. Đó, mái trước, mái sau, cái chỗ hôm trước vô đây ráp cái cửa là nó còn trống cái này trơn phải không? Qua 8 triệu thợ nó làm luôn. Đó, xong hết đó. Tại vì nghe có tài trợ liêm làm. Nghe trước. Có tài trợ thì quất chứ sao giờ. Dạ. Ước vọng 8 á làm, muốn làm cái này từ lâu nhưng mà không có tiền. Con hôm qua ông có kiếm con không? Hả? Con hôm qua đưa tiền. Mày hôm qua thì tao đâu kiếm mày chứ. Thôi bây giờ chắc là anh Ô mặc quần dài vô. Hai chồng Ô ra mặc đồ vô để. Thôi bây giờ Đạt thì xe này thì Đạt không đi được, nhưng mà bà Tám có thể biết được cái quần áo Đạt mặc như thế nào. Dạ. Nên tạm thời bây giờ mình đi như thế này, Đạt ở nhà nha. Dạ. Ông Tám, bà Tám vẫn đang chạy ở ngoài trước này. Anh Nô chạy ra trước đi. Kêu Nô, chạy ra trước. Mình với gia đình của anh Nô sẽ ghé vào ở đây mua một cái tivi cũng như mà một số thiết bị cần thiết cho gia đình của anh. Vì trong đây không cho quay phim nên Bùi Hồ chỉ quay ở đây. Lát nữa thì về quá đơn á thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác với anh chị xem nha. Với lại gia đình Ano, cô bác của anh chị sau khi mở mua tivi xong rồi giá tầm 5.990.000 cộng thêm 160.000 tiền mặt bát, vô đây chúng ta sẽ mua nhiêu con? Cái tổ này là 2.2 triệu. 2.2 triệu trở liền cho em nha. Gia đình Vĩnh Thanh nha. Mua tủ này ha, chịu màu này không? Màu cũng đỡ hết. Thôi mua tủ này 2.2 triệu. Rồi cho em gửi. Quên là 200 đi. Em thì ở Đồng Tháp, em thì Bùi Hồ TV. Em gửi tiền đây đi, trả đủ tiền. Nên chị 2.2 triệu luôn. Chị điếm lại giùm em ha, 11 tờ. Okay. 2.2 triệu là cô bác anh chị. Đúng chưa chị? Dạ, cái này 15 nước. Bao nhiêu tiền? Cái này 120 hả? Này tivi thì phải có anten đúng không? 120 ngàn. Vậy cái này em bắt không? Không, lát nữa có kỹ thuật bắt giùm. Em đưa 220. Cửa bịch sữa bò đó. Cửa bịch sữa bò á. Lấy 2 thùng đi. Nhiêu bịch là nhiêu thùng? Lấy 2 thùng đi. Cha chị ha. Dạ. Đâu về? Rồi lát nữa mua máy quạt nữa là xong. Hai cây này là cây 207, cây 209. Với lại ổ điện nhiêu nữa? Hai cái ổ điện. Tiền anh? 506. 606 hả? 650 được không? Trả 650 đi. Quá đi. 10 ngàn mà không bắt nó thôi. Sao đâu mấy cái cũ rồi, nhà mới bằng nhà mới làm giá. 600. Đã bớt xong 30 ngàn. Giá 650 đi. Xong cái xác vô đây đi. Rồi xây được mà, tủ đồ để đây là ok rồi. Xác vô đây nè. Thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian đó mà mình đi cùng với ông Tám, bà Tám với lại gia đình của anh Ô thì hiện nay mua được 2 cây quạt nè. Dư nữa. 2 cây quạt. 2 thùng sữa. Tivi. Gạo,
Với lại đây là cái tủ. Cái tủ. À, cái tủ bây giờ để ở trong này để đồ. Với lại đóng cửa lại nè. Với lại tivi nè. Rồi gạo, quạt, rồi đồ đầy đủ hết đó anh Tắc. Với lại đúng rồi. Coi như là phần này là chú Nghị Việt Kiều Mỹ hỗ trợ. Hỗ trợ. Ông ngồi xuống đi. Chú Nghị, ngồi hả? Ngồi xuống đi. Nói gia đình anh ô gờ ra ngồi luôn cho vui. Rồi. Thì hôm nay là ngày 27 Tết, cũng còn 3 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Thì hôm nay Bùi Hồ cũng có quay trở lại gia đình của anh Ô, cũng như lúc nãy Bùi Hồ đã nói. Thì hôm nay quay trở lại gia đình của anh cùng với ông Tám, bà Tám để mà mua các vật dụng cũng như nội thất trong nhà cho anh. Thì cái phần này thì được chú Nghị là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ tổng cộng là 1.500 USD. Thì mỗi một 100 USD thì đổi lại 2.320.000 đồng. Thì tương ứng với lại là 34.800.000 đồng. Thì hôm nay thì các vật dụng như là tivi, máy quạt mua Bùi Hồ đã quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì chắc con sẽ em sẽ nói lại nha, phần ủng hộ của chú Nghị ở trong phần nội thất. Thì ông chú Nghị là ủng hộ 1.500 USD. Trong khi đó mua tivi TCL 40 inch 5.990.000 đồng, cộng thêm cái phần mà bát bắt vô thì nó ra là 6.130.000 đồng. Hai là phần anten để coi hệ thống mặt đất là 120.000 đồng. Ba là quạt thì trong đó là 650.000 đồng, gồm 2 cây quạt. Bốn là cái tủ đồ là mới chở vô là 2.200.000 đồng. Năm là 2 thùng sữa là 570.000 đồng. 6 là gạo là 620.000 đồng, 1 bao gạo 620.000 đồng, 50kg. Rồi ổ điện là 100.000 đồng. Cửa nhà là cái phần mà cái phần này là cô bác của anh chị thì là 12.000.000 đồng. Cửa đó là cửa Đài Loan. Thứ hai là phần của ông Tám, nữa là mái che với lại bếp với lại sơn rồi luôn, thì nó tổng cộng của ông Tám là 4.400.000 đồng. Thì cái số tiền tổng cộng con chi ra đó là 26.790.000 đồng. Số tiền em chi ra thì 1.500 USD nhân cho 2.320.000 đồng thì nó ra được là 34.800.000 đồng. Thì cái số tiền này trừ đi cho 26.790.000 đồng thì nó ra được còn lại được là 8.010.000 đồng. Đó là cái số tiền mà hiện nay còn lại. Thì cái phần mà ông Tám là 4.400.000 đồng nghìn đồng thì con sẽ giao cho ông Tám, tại con chưa giao. 1, 2, 3, 4.400.000 đồng đây. Rồi đây đó, con giao cho ông Tám, tại phần này thì ông Tám ông làm trước, trước nên thành nữ là sẽ giao cho anh, con giao cho ông để ông ứng trước miễn. Cái phần thứ hai là còn lại 8.000.000 đồng này thì sẽ gửi cho chú Nghị. Nó con Bùi Hồ có nói với chú Nghị thì để đặt bàn tiệc để mà ăn tân gia nhà mới thì gửi cho bà Tám 3.000.000 đồng để bà Tám làm cái khoản này giùm. Thì khách bà Tám mời ngày hôm đó con qua, con sẽ cố gắng qua dự. Cái ngày dự thì chắc có lẽ ngày khoảng mùng 4 thì con sẽ gửi 3.000.000 đồng ha. Bà Tám giữ giùm con 3.000.000 đồng. Dạ. Cái phần tiếp theo là chú Nghị á, ông nói Tết rồi lì xì con không lấy, con không lấy, ông nói thì ông lì xì cho con của con, ông lì xì cho con cho ông bé 1.000.000. Ông nói lấy đi không lấy chú giận, nên là nữ là thay mặt con đây mặt bé cảm ơn chú Nghị đó. Thì bây giờ là còn lại bao nhiêu tiền này thì sẽ là còn lại 8.010.000 đồng thì đưa bà Tám hết 5.000.000, 3.000.000 còn lại là 5.000.000. Ừ. 5.010.000 đồng thì con trước cho 1.000.000 để chú Nghị gửi cho con bé. Rồi rồi. Này con xin nhận. Ừ. Thì cái còn lại là 4.010.000 đồng. Rồi. Thì cái phần này thì anh sẽ dùng 1.000.000 để mua đồ Tết cho Đạt với lại các bé nhỏ. Còn 3.000.000 còn lại là chi phí anh đi về quê để làm giấy tờ. Đúng rồi, đúng rồi. Tết, làm cơ sở sử dụng Tết ha. Ừ. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Sớm tính ra 4.110.000 đồng luôn, còn nhiều là em giao cho anh luôn, dư ra 100.000 đồng luôn, không biết nó nằm ở đâu không tính. À, giao hết luôn. Rồi đây cái phần này của ô nó nhận nè. Rồi đây đó là một chị mua đồ cho Đạt nha, các bé nhỏ là 1.000.000 đồng với lại mùng mền, chú Nghị có dặn kỹ. Còn 3.000.000 đồng đó là chị xài Tết, nhớ là mai mốt em qua quay là tới ngày tân gia là có một mùng mền mới cho em. Không bây giờ gì nè. Dạ. Bây giờ cái phần này nè,
là tôi đề nghị nha, dạ, là phải để lại cho tôi giữ cho nó 2 triệu để sau này nó về nó mần giấy tờ ở Kiên Giang nó xin chuyển gì đây, rồi sau này qua Tết tôi đưa nó 2 triệu để hoặc là nó đi với tôi xuống dưới tôi coi hướng dẫn nó đi làm. Dạ cái đó là tám dùng ngô đi, tám giữ dùng không? Là giữ dùm cho nó 2 triệu để qua Tết, còn phần nó giữ lại đó thì nó mua bùng mền gì đó nó chịu tới Tết. 1 triệu còn 1 triệu xài. Ơi, vậy đi, nè nè gửi 2 triệu này là cái phần này là để dạ, qua Tết đi xuống dưới Kiên Giang làm giấy tờ cho mấy đứa nhỏ với xin di chuyển gì đây. Dạ. Đằng sau này mấy đứa nhỏ nó đi học hành. Chứ bây giờ nếu không có khai sinh, không có gì trơn trợ, không đi làm giấy tờ rồi sau này nó lấy cái gì mà nó ăn học. Dạ. Rồi nó dạ, nó giữ cũng được mà giữ mà để nó giữ ra nó xài hết nó không có tiền đi. Dạ. Tôi mới giữ cái này để nó, nếu mà thấy khó khăn thì tôi với nó cùng đi. Dạ. Tôi đi giúp cho nó luôn. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ như thế này là cái phần về nội thất thì chú Nghị đã thông qua hết và con thay mặt cho gia đình của Nô cảm ơn chú Nghị rất là nhiều. Thì tới tiếp theo thì để xây được cái ngôi nhà cho Nô như thế này có đầy đủ cơ sở nội thất thì không phải chỉ chú Nghị mà còn rất nhiều thường quân đã chung tay, có những người rất là thầm lặng. Và cái phần nhà trên thì trước đây thì ông Tám với bà Tám coi như là chủ sĩ để xây ngôi nhà này, thì chắc có lẽ là về cái phần xây ngôi nhà này hỗ trợ thì có một số mạnh thường quân hỗ trợ thì con không thể nào con biết được, nên thành thử là chắc ông Tám thông qua ha. Cái phần đó tôi gửi tiền thẳng về tôi mà. Dạ rồi bây giờ ông Tám thông qua. Bây giờ gì nè, bây giờ trước là thông qua cái danh sách mà của mạnh thường quân gửi trợ cho Tám đó là cũng như Thích Lang Thang là Cao Hấn đó. Dạ. Là trước đây nó có giúp cho gia đình là 10.600.000 10.600.000 là của Cao Hấn. Dạ. Phải không? Rồi sau đó là Phong Bụi giúp cho 2 triệu. Dạ. Phong Bụi giúp cho 2 triệu. Rồi có một cô ở đâu đó, ở Bình Hòa gì đó, có vô cho 3 triệu. Dạ. Nhưng mà không nói tên, chỉ cho 3 triệu là về. Thấy không? Rồi cái Nhẫn á, Nhẫn ở Bình Hòa, cơ sở Mùng Mền ở Bình Hòa thì cho nguyên một cái xây một cái nền, xây hết nền luôn, lót gạch luôn, đổ cát là 2 ghe cát đổ cát mà còn Nhẫn còn vậy là còn phần lon 7 lon ở bên Cần Đăng thì cho một phần thiết nhưng nó cũng còn hơi thiếu hơi, mình mua mình phải mua thêm, phải không? Đó rồi đó phần còn phần tú ở Cần Đăng á thì nghĩa là vô đây xây cuốn cái nền á, cuốn cái nền thì là từ thiện là tú cuốn từ thiện luôn, không có lấy tiền lấy bạc hết đó. Rồi tới cái phần Út Bé cơ sở mà làm nhà cửa ở Bình Hòa và ngang huyện Đậu Châu Thành đó, là cất một cái nhà vô đây đo sắt rồi tính ra sắt rồi đi ra ngoài mua sắt rồi vô đây cất từ thiện luôn, không có tính tiền cái phần đó luôn. Chỉ là còn là có một ông ở bên có một ông ở bên Úc, ở bên Mỹ, ông gửi về cho ông Úc ở Mỹ, ông gửi về như vậy là 3 lần là 47 triệu là để xây cái phần trên này, cái phần từ đây lên trên là mua mông tưa rồi mua bồn nước vô điện đó là mình cũng hùng với người ta là 4 triệu mà hùng dính vô cây cột của người ta đó, rồi bển người ta truyền từ con sông qua nay nè phải hùng với người ta 4 triệu. Rồi mua mông tưa cũng cái phần đó là nồi trách son chảo màn quần áo này kia cho thằng Kiệt thằng Đạt thì cũng là phần của ông Út. Như vậy là hết, như vậy là tôi đứng ra làm gia đình của ông Ngô. Vậy là tôi xin cảm ơn hết trơn tất cả bà con trong nước cũng như ngoài nước đã giúp cho ông Ngô. Vậy tôi thay mặt cho gia đình Ngô cảm ơn hết. Chắc tới tiếp theo là anh Ô. Tôi xin cũng cảm ơn anh Út. Út. Sẵn trên tiện trên cái clip này luôn, chắc có lẽ là cái clip vừa rồi á thì quay
thì con quay về nhà của anh Nô thì chắc có thể là ông Út ông có xem qua, có thì chắc có lẽ là có bình luận ở trong cái clip của con. Đúng rồi, ông nói sao ông có thưa với ông Út luôn, thì chắc con thì con là con cháu trong con cháu với ông, thì tại vì lúc đó là ông Tám đi đám cưới nên là nữ là về cái việc mà cái phần nhà xây ở trên nó Mạnh Thường Quân ủng hộ thì con không thể nào nắm được rồi, nên là nữ là để cho ông Tám chủ động hết, nên là nữ là không có thông qua về cái vấn đề của ông Út. Đúng. À, nên có gì ông Út thông cảm nha con. Đúng 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 là vậy ông Út ơi, bữa đó Ngô nó qua nó điện mà tôi đã đi đám cưới rồi, đi đám cưới ở bên ở Hồ nó điện mà tôi đi đám cưới rồi ở bên Đồng Tháp á, thành ra nó tôi không có nhà, tại đây có gì ông cũng bỏ qua giùm thông cảm cho nó. Dạ. À, tiếp theo gia đình anh Ô. Dạ. Anh nói trước đi anh Ô. Dạ. Nói đi. Dạ, 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 cảm ơn. Cảm ơn cái gì đó à, cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn. Rồi bây giờ chắc gần tới thì anh nói anh chị nói một cái lời gì để cho nó Mạnh Thường Quân nha. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã mua cho em cái nhà, và em cũng cảm ơn anh Nhuận đã cuốn cái nhà nhà cho em, và con cũng cảm ơn cậu Út đã hỗ trợ cho con được cái bếp ga với tất cả cái nhà đủ thứ điện thì phi nước cho con tất cả như vậy, con mừng lắm, con cảm ơn cậu rất là nhiều. Và con cũng cảm ơn chú Nhận đã mua cho con cánh cửa và tất cả gạo mì đúng vậy đúng vậy và cho con cánh cửa với tivi gạo tủ sữa cho con có con cảm ơn cậu chú rất là nhiều. Thì chắc có lẽ là một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt cho anh Ô với lại vợ của mình thì cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong nước ngoài nước, cảm ơn ông Tám để cho Ô có được gia đình ngày hôm nay. Thì trong cái khi có được cái ngày này nhà mình ngày hôm nay đó thì anh đã không phải là thoát nghèo, mà anh đã có thể là nếu như mà mặt bằng chung ở trong cái xã này, cái ấp nhỏ nhỏ hết này, thì anh có thể là lên khá nên là anh em sẽ qua thăm gia đình anh thường xuyên, và cái việc mà mình phải cố gắng làm ăn. Đúng rồi. Mạnh Thường Quân cũng giúp có giới hạn và chỉ giúp một lần thôi. Vâng. Không ai mà giúp được hoài, ví dụ như lần sau mà anh có nghèo xuống đó, thì đó là anh tự làm tự lo đi. Chứ là nó giúp được gì còn từ lúc trước. Nhiều người nghèo chứ phải một người nghèo, giờ mình gác lo giờ gì là mình là ngon lành rồi còn gì nữa. Lúc trước thì ở với cái ghe gách nát một, mà Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như ngoài nước người ta đưa mình lên như gì, nâng đỡ như gì thì gắng cố gắng làm ăn để mà sau này thoát khỏi cái cảnh nghèo nữa. Như vậy là quá êm rồi còn gì nữa. Thì một năm sau cô sẽ quay trở lại. Tám rất là nhiều. Anh chị cảm ơn thì Mạnh Thường Quân cũng nhận. Nhưng mà lời cảm ơn mà chân tình nhất đó là cố gắng phấn đấu thoát nghèo lên khá. Đúng. Đó, đó là cố gắng. Dạ. Phấn đấu thoát nghèo lên khá ta vậy mừng mà lắm. Không lên được, không có đường nào lên hết chứ. Không có đường nào lên nữa chứ. Nếu mà đường gì lên là ta mừng như lắm, mà ráng lo để làm ăn sau này. Ở đây nuôi mấy đứa nhỏ cho nó ăn học. Mạnh Thường Quân nước ngoài được á, với trong nước ngoài nước mà lo cho ngô cỡ này là quá xá rồi. Ở đây ra thì người ta cũng đâu có họ hàng gì với luôn. Đúng có đâu biết anh đâu. Nhưng mà người ta thương các đứa bé, không có thương. Thương các đứa bé không có chỗ ăn chỗ ở. Mình làm sao cho ta mừng qua trình. Dạ. Mình làm thuốc đó là ta sợ mình luôn đó. Sợ luôn. Ví dụ sao? Sau này mà Bùa Hồ nó có lại, nó quay lên, nó gặp khá, ta mừng. Bệnh, ta cũng rất là mừng. À, ta nói à giúp nó được vậy mà giờ nó làm khấm khá hay là ta mừng dữ lắm á. Mày nói mày nói hoài chắc không ai dám dòm nữa đâu. Nói trời ơi, tôi đói hoài, bữa nhà cửa ta lo hết trơn, cái mặn ăn không mà đói hoài nó sao được. Không có được, phải mừng mới có mới được. Cái nào cũng từ sức lao động ra. Tôi nói thiệt tình nha, cỡ này là đường nào tôi đó bò làm sao mà được cái gì trời ơi. Mà giờ còn thấy đó trời gì, sợ luôn. Nó đúng rồi là dễ, nếu mà bình thường không bao giờ làm ăn mà cắt được cái nhà như gì đâu à. Ở trong nước và ngoài nước cũng nhờ bằng cực khổ. Ta hà tiện hả, cố gắng ta hà tiện lắm mới có được giúp mình ngày nay. Nếu mà ta giúp được ngày nay rồi mình phải làm sao.
có ngày sau. Phải làm sao cho mày được mà tao ơi, tao gặp nó nhờ ơi giúp mà đó giờ biết lo mà ăn được quá rồi mày đó. Mày nghèo hoài ai dám giúp mày nữa, mày nghèo mày nói chịu đi. Ai lo mày, ai lo hoài giúp cái khó chứ không giúp cái nghèo. Bởi vậy giúp cái khó cho mày đúng rồi, còn người này mà còn người khác chứ không phải một người thiếu gì hoàn cảnh nghèo nữa. Đâu phải riêng một mình đâu. Đó mà ăn đi con, bà ăn đi rồi giờ. Vậy nha, giờ có vốn mà giờ có nhà ổn định rồi, an cư lập nghiệp rồi đó, em chào gia đình mình nha. Chào rồi, rồi. Bye. Bye bye. Cảm ơn nước ngoài luôn.